Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm thực hiện chủ trương sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, vượt qua nhiều rào cản về nhận thức và các yếu tố xã hội, mô hình cổ phần hóa ở Nghệ An được chứng minh sức cạnh tranh, tính năng động và hiệu quả trong hoạt động của các doanh nghiệp. Nghệ An cũng được đánh giá là địa phương thực hiện tốt lĩnh vực này. Chuyên mục mỗi tuần một vấn đề kỳ này, chúng ta cùng nhìn lại kết quả 10 năm thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp ở Nghệ An và lộ trình giải pháp thực hiện chủ trương này của tỉnh trong thời gian tới. Năm 1998, sau khi chuyển nhà máy từ Hưng Nguyên lên Anh Sơn, nhà máy đường Sông Lam đã gặp rất nhiều khó khăn do vùng nguyên liệu chưa được quy hoạch ổn định. Lãi suất cho khoản vốn vay đầu tư xây dựng nhà máy phát sinh từng ngày nên nợ nần chồng chất. Đến năm 2004, lũy kế thua lỗ lên đến 24 tỷ đồng nên nhà máy đã đứng bên bờ vực phá sản. Đúng vào thời điểm đó, thực hiện chủ trương của chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo nhà máy chuyển đổi sang hình thức cổ phần hóa. Và đến năm 2006, nhà máy đã chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần mía đường Sông Lam. Với sự điều hành linh hoạt, bộ máy hoạt động năng động và hiệu quả hơn, nên từ đó đến nay, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đã ổn định và phát triển với một diện mạo mới. Khi cổ phần hóa thì cái vốn nhà nước rất ít rồi. Nhưng sau một thời gian cổ phần hóa thì cái vốn điều lệ của công ty đã tăng được 20 lần. Hàng năm sản xuất có lãi và lợi tức là từ 8 cho đến 10 tỷ. Trước đây là doanh nghiệp thì làm ăn còn khó khăn. Thì sau khi chuyển đổi thì tinh thần lao động là được nâng lên rõ rệt và thu nhập đời sống của công nhân là được nâng cao hơn được ký cổ phần. Không chỉ có công ty cổ phần mía đường Sông Lam, mà trong hơn 10 năm qua, Nghệ An đã cơ bản hoàn thành đề án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý do chính phủ phê duyệt. 164 doanh nghiệp nhà nước đã được sắp xếp chuyển đổi hình thức sở hữu. Trong đó, cổ phần hóa 86 doanh nghiệp, giao bán khoán 8 doanh nghiệp, giải thể 6 doanh nghiệp, sáp nhập 31 doanh nghiệp, phá sản 2 doanh nghiệp, chuyển sang đơn vị sự nghiệp có thu 5 doanh nghiệp và chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 26 doanh nghiệp. Sau khi chuyển đổi, hầu hết các doanh nghiệp đều hoạt động hiệu quả, nhất là các doanh nghiệp chuyển đổi sang hình thức cổ phần hóa. Hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa tăng lên rõ rệt, thể hiện qua tốc độ, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trên các chỉ tiêu chính như vốn điều lệ, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và thu nhập của người lao động, lợi tức của cổ đông. Thực tế cho thấy thì 60 năm cổ phần hóa thì tính chủ động của công ty là ngày càng được nâng cao. Công ty luôn chủ động trong mọi công việc và từ đó cho nên là việc làm của công nhân là ổn định và đời sống của công nhân được nâng cao và cải thiện. Và mọi việc làm, mọi cái vấn đề về kinh tế chính trị được công khai rõ ràng. Quá theo dõi cái tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các cái doanh nghiệp sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần thì hầu hết các cái doanh nghiệp sau khi chuyển đổi đều hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn. Từ chỗ đó có thể khẳng định rằng là cái cổ phần hóa là con đường rất là đúng đắn để chuyển đổi, để nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh của các cái doanh nghiệp nhà nước và góp phần để nâng cao cái hiệu quả, cái sức cạnh tranh của cả cái nền kinh tế. Mặc dù đến cuối năm 2010, Nghệ An đã cơ bản hoàn thành công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý do chính phủ phê duyệt và là địa phương thuộc top đầu về chuyển đổi, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trong cả nước. Nhưng tỉnh vẫn còn 20 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đã được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban Nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu. Và theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2011, thì 20 doanh nghiệp, chủ yếu là các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, được tiếp tục duy trì hình thức nhà nước sở hữu 100% vốn. Còn 6 doanh nghiệp phải thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2011-2015, bao gồm các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Nghệ An, Cửa Lò, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Thái Hòa và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Nghệ An. Định hướng thứ nhất là vì từ cái khâu mà sử dụng lao động thường xuyên cũng như cái hạn chế cái tuyển dụng mới rồi sắp xếp lại lao động thì trong cái khâu cán bộ cũng phải rà soát lại
để trong cái tài sản vốn liếng ra soát lại, để rồi sau này là bước sang 2015, cuối 2014 là đã thì cùng với đơn vị tư vấn sẽ tiến hành lập phương án và trình xin các cấp có thẩm quyền. Để quản lý ngày càng tốt hơn các doanh nghiệp nhà nước, cũng như tăng cường tính năng động sáng tạo của từng đơn vị, từng cá nhân, thì cổ phần hóa là con đường tất yếu. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi, tỉnh cần xem xét các cơ chế hỗ trợ phù hợp, nhất là đối với các doanh nghiệp công ích. Sắp xếp là lao động, số lao động dư dư, thì nhà nước cũng phải hỗ trợ cho công ty một phần để thanh toán một lần hoặc hỗ trợ cho người lao động. Thứ hai là cái số cổ phần mà đóng góp thay thế vào đấy, tôi cũng phải tính toán đến cái mức thu nhập của người lao động. Còn khi mà đã cổ phần rồi, có sự cố hoặc có vấn đề gì đó thì thời kỳ đầu thì nhà nước cũng phải cố gắng tạo mọi điều kiện để hỗ trợ. Năm 1992, Việt Nam bắt đầu thực hiện thí điểm cổ phần hóa. Hơn 20 năm qua, công việc này bị nhìn nhận là khó khăn và nhạy cảm vì ngoài tính chất kinh tế thì đây còn là quá trình biến đổi sâu sắc cả về quan điểm, nhận thức của xã hội về quản lý, sở hữu tài sản nhà nước. Những doanh nghiệp dễ dàng chuyển đổi sang hình thức cổ phần hóa thì đã sớm triển khai thực hiện thành công. Còn lại, những đơn vị triển khai chuyển đổi trong giai đoạn này đều rất khó khăn và có những đặc thù riêng, nên không chỉ Nghệ An mà nhiều địa phương khác cũng khó khăn và chậm tiến độ trong việc chuyển đổi. Vì vậy mà hiện nay, để cổ phần hóa thành công và đúng tiến độ, lộ trình đã đề ra theo yêu cầu của chính phủ, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng phải có những giải pháp chỉ đạo quyết liệt. Với cái chủ trương của chính phủ, nhất là sau cái cuộc họp ngày 18 tháng 2 năm 2014 vừa rồi, thì cái chủ trương của chính phủ thông qua cái kết luận của Thủ tướng Chính phủ là một cái thông điệp rất rõ ràng về cái chủ trương nhất quán thực hiện cái chủ trương của nhà nước về cổ phần hóa. Do đó là trong thời gian tới, trên cơ sở cái đề án được phê duyệt, Ủy ban tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để thực hiện nghiêm túc cái việc cổ phần hóa của 6 đơn vị theo như lộ trình và đề án được phê duyệt. Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định cổ phần hóa là con đường duy nhất và lộ trình trên con đường đó không thể chậm trễ hơn nữa, nên các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải cổ phần hóa trong giai đoạn này cần sớm chuẩn bị triển khai thực hiện với sức ép, quyết tâm cao để chuyển đổi thành công mô hình đa sở hữu này.